Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho em rút tiền con dự án là từ không nhận hướng dẫn nhận 0.15 token DFGL nha tất cả anh em. Token này đã list sàn Uniswap giá khá là cao nhưng mà điều kiện của nó anh em phải chuyển được một ghép nha tất cả anh em. Đây anh thông báo anh em này có làm kèo airdrop điểm form nhận 0.5 token Guran này thì cũng chắc chí luôn đi anh em. Cũng có một số anh em về, cũng số người anh em không nên dự án này mình cũng anh em này về thì mừng còn vậy thôi nha tất cả anh em. Để càng đẹp đi rồi thì anh em lấy chiếc bằng link của nào có số dư bao nhiêu thì nhập vào máy. Rồi anh em ê anh em bấm vào withdraw cho lộn. Order hoài ta. Rồi anh em bấm vào withdraw anh em nhập số dư của mình nghe tên em. Anh em số dư của anh em thì được bao nhiêu thì anh em rút bao nhiêu nha, mình 0.6 nè. Rồi tất cả anh em gửi cho bot nha tất cả anh em. Rồi anh em đợi hỏi anh em gửi địa chỉ RC20 quá lẹt thì anh em gửi địa chỉ nào thì dán ra địa chỉ đó các anh em bấm vào video. Rồi như vậy mình đã hoàn thành dự án, nó sẽ không khói sau các anh em. Vậy video mình kết thúc, chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn tất cả anh em vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Vì mình làm những kèo airdrop quá gần này, mong tất cả anh em điều kiện nó tiện ghép.